Đại tá Tạ Văn Đẹp cùng lãnh đạo các đơn vị trong Công an tỉnh đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại nhà truyền thống Công an tỉnh, qua đó bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Tiếp đó, Công an tỉnh đã tổ chức đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại khu căn cứ Bầu Gốc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên. Đây là địa danh thiêng liêng gắn với lịch sử cách mạng của chiến khu D nói chung và của lực lượng công an Bình Dương nói riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong giây phút trang nghiêm, thành kính, đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, ngã xuống nơi đây để bảo vệ độc lập cho dân tộc, giữ gìn hạnh phúc cho nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức tuần lễ đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, gồm những hoạt động như tổ chức các hành trình về nguồn, ôn lại truyền thống, thắp nến tri ân ở các bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách. Qua các hoạt động cụ thể thì nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh niên cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, cũng như là đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thấm nhuần cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thực hiện cái lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì trong những năm qua, lực lượng công an tỉnh Bình Dương cũng như là Hội Phụ nữ Công an tỉnh luôn trân trọng và thực hiện nhiều các hoạt động ý nghĩa để tỏ lòng hiếu nghĩa đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng. Đồng thời, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng xây dựng kế hoạch chỉ đạo cho các cấp hội cơ sở tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong những ngày đầu tháng 7, nhiều đoàn công tác của Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà đối với các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong và ngoài lực lượng Công an tỉnh. Tại các gia đình, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã gửi lời thăm hỏi, sự tri ân và những tình cảm tốt đẹp nhất tới các thương binh, thân nhân liệt sĩ, đồng thời khẳng định những cống hiến mất mát, hy sinh của các đồng chí và gia đình luôn là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương học tập noi theo. Đây là những hoạt động rất có ý nghĩa, được Công an tỉnh duy trì thường xuyên trong những năm qua, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc, bày tỏ lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh đối với người có công với cách mạng, đã không tiếc hy sinh xương máu trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc. Công an tỉnh Bình Dương luôn tự hào với truyền thống vẻ vang đó. Từ các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, mỗi cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ Công an tỉnh Bình Dương, thêm khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ đi trước, từ đó không ngừng nỗ lực, tu dưỡng, phấn đấu để bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.